Phương Duy Chi xin chào cả nhà nha. Bữa nay thì mình tháo cái ao này nha cả nhà. Đây, lũ nó về quá ta. Đây lỡ lum hết rồi cả nhà ơi. Tháo cái ao nhỏ này. Nó lỡ nó bờ bọng rồi nó sụp hết rồi cả nhà ơi. Giờ mình phải tháo. Tôm mình thả có mấy trăm con đây là không biết còn hay không này. Nó lỡ nè. Đó, mình mới đắp lên lỡ nè cả nhà. Nước ngập quá. Lỡ tan ban hết cái ao luôn nè. Nha cả nhà ha. Nè. Sạc hết luôn rồi cả nhà. Đó, từ mình đóng dây mà nó còn sạc nè. Giờ phải làm lại cả nhà, tháo bỏ. Không biết còn con gì không nữa nha. Đó, nó sạc xuống vậy nè. Bên đó người ta xả. Xả qua ngoài đó đây. Mình phải lấy gọn mình chặn đây nữa nè. Đó. Coi nó sạc không còn gì hết luôn cả nhà. Nè. Đó. Sạc vậy nè, rồi hỏi cả nhà không tháo rồi bỏ rồi nè. Mình mới đắp lại hai bữa nay rồi nó sạc xuống kìa. Đó cả nhà. Giờ tháo luôn cả nhà, kiếm được nhiêu hay nhiêu chứ. Nuôi mùa này thì nó không có được. Nó sạc vậy nữa. Nè. Đó, cừ rồi nó nghiêng hết luôn. Quá wow, nước rong gì đâu, nước này đáng lẽ là kém rồi cả nhà. Giật nước rồi mà còn chảy cái đó đó. Tàn phá tàn ấy luôn. Mình đây ảnh hưởng nhẹ nha cả nhà. Đổ ngoài Bắc là hơi đông lắm. Chết chóc rồi nữa đây ảnh hưởng hơi nhẹ hơn. Mình cũng mừng. Ta mình khó mình đỡ đỡ nha. Không biết có con nào dưới nữa không nha. Mới lỡ nữa rồi cả nhà. Nó đi một cục nữa thấy nó mạnh không. Ôi cái bờ tương lai lỡ nữa nè. Chết được không? Hết khúc này tới khúc kia luôn. Lỡ cho mẹp nữa nè. Đổ màu gạch. Chào cả nhà nha. Bữa nay anh Kim Chi tháo cái ao nhỏ cả nhà. Đông quá. Lũ lú hả? Lũ này là tới giống ấy giống trên bữa nha cả nhà. Có nhiều quá. Cứu cứu nó đi cứu. Được vậy không nước quá nha. Anh Trân Chi bữa nay tháo không có gì cái mặt buồn kìa. Nha lú rồi hai con cả nhà. Cái này hứng cái lú ra nha cả nhà. Hai con cua. Ơi cua đó đã kìa. Bảo nó ôm á cả nhà. Mới cá gì đó. Nè cá bún tre thật không à? Cá vừa nãy cái lú phụ anh Trương Chi luôn nè. Chào em bé ơi. Đó. À, còn hai hát cưa ngồi kia nữa nè cả nhà ơi. Đó. Chờ cạn cạn rồi nha, rồi xuống bắt như cả nhà. Mùa này rong quá trời rong luôn. Bờ bọng bể trơn rồi cả nhà ơi, đó. Tan nát hết. Đó, hát cưa rồi không đứng chờ rồi để xuống đội bắt tôm nha cả nhà.
Chương Chi đổ luống tiếp này nha cả nhà. Có con gì không? Rất giá. Chương Chi với HG đổ đổ luống nha cả nhà. Đó, rác không có gì hết. Mấy con 2 3 con. Đó có con tôm rộng rồi cả. Chuyện gì bắt được tôm cả nhà. Ủa rải ra đó luôn hả? Ủa có cái rộng đó mà cá. Nào lấy cái này nè. Có à hả? Đừng nói có hai con đó thôi nha. Ấy giờ anh em xuống mò nha cả nhà, mò tôm. Chưa cạn mấy nữa, còn có bụng này đây nữa. Đổ lú cả nhà nè, để đẹp trai với lại HG đổ lú nha. Đó. Còn hai anh này mò tôm. Mò nó cái này chỗ bún nè. HG này sao không xuống bắt thi, HG đứng trên bờ không HG. Anh bé đổ luôn với HG, anh bé cười dữ anh bé. Tôm nhảy lên trên kia nữa kìa, đó. Sợ nhất xuống trúng cho tôi. Ờ rồi kìa, nó nhảy trên kia nữa kìa, đó, trên cái bún trên. Này chết dùi hết. Đó. Ai anh? Bé đẹp trai đổ bún này theo HG giữ bé đẹp trai. Rồi con cua nữa kìa. Nghĩa dục cái sợi dây nghĩa ơi. Hả? Dục quên có dây xuống cho ông mẹ luôn đi. Hãy mạnh xuống. Hãy mạnh xuống nghĩa ơi. Này mà có con tí em nó khoái lắm. Cái gì vậy? Ở dưới ngay chỗ đó đó. Dì Năm nấu một nồi bánh canh nhà kìa. Biết hồi tụi bay về đói bụng này, ăn. Ở cầu kiếm 5kg không được hay ta? Thank you.
Ê, tôm nè cả nhà ơi, anh Chiên Chi bắt nè. À, mê chưa? Ghê chưa? Ê, trên đây nằm con nữa nè ca. Ừ, có tôm càng giá nhà ơi. Tôm càng. À, nó vô hay là ấy? Vô. À. Hát bôi bắt con cua. Đây, đây hát gơ này lụm mấy con tép. Cái đó về cuốn bánh tráng ngon lắm Sáu ơi. Này mà đổi xèo luôn ha. Lụm vô đi, lụm vô đi về ăn. Đây. Kìa, tôm nhảy trên kia. Ao này mà đổ quật quật là tôm nó không có đậu. Nè hắc gơ này đổ lú hay lắm nha cả nhà. Gơ này mà bé kè từ nãy giờ á. Bé đẹp trai này kè hắc gơ này nãy giờ nè. Này kiểu này về khỏi mét vợ bé đẹp trai quá. Quay lại làm bằng chứng để nói với vợ bé đẹp trai à. Có cá bóng nhảy lùm lum á, Sáu bắt về kho cái. Ừ. Cá phi. Thải mạnh lên, thải mạnh lên bé trai ơi. Hả? Đây nè, hắc gơ đổ lú nữa nè cả nhà ơi. Thải cho cọng dây chưa? Dây thải cổng hết rồi. Kêu cậu lùa cọng dây lên. Có con cua. Anh đưa cọng dây cái anh. Má anh được cọng dây cái kia nghe thì cái muốn nghe nó mát cái ruột. Mát cái ruột quá. À, ở đây nè cả nhà ơi. Dây truyền dây xuống cho hát kia. Rồi có hai anh hát bô xuống tiếp nữa nè cả nhà ơi. Hai anh này lội mê lắm nè, lội chân dài, anh lội ghê lắm nè. Anh bụng phệ với anh chân dài. Đó. Nó kêu chối cua luôn cả nhà, ghê không? Này dây phụ, dây chánh dưới kia. Đó, tôm đó cả nhà. Đậu lú nè. Ừ, cá phi. Xui. Ai? Bà gì? Con gì? Thảo hả? Thảo. Không có cá đối, toàn là cá phi thôi. Ủa là có hả gì ở đây không Thảo? Con rồi, không còn được 10 con nữa. Nó dù hết trơn. Hát bôi.
chết hết rồi, dùi. Bữa ông nghe lời mình, ông đánh rõ được rồi. Đây đây có rồi. Ai kêu không biết. Đâu nhỏ nhỏ nó về kho ngon lắm chứ tá. Vậy. Mẹ có đồ chỉnh có cái chở giò nè. Mà sao con kia chết không nhất? Ráng lụm mấy tít bạc chứ gì bánh tráng. Ai Hương. Ủa, lấu lộn ngon à. Lấu lộn ngon hơn. Cường thấy nó ngồi cơ hảo hiểu não luôn nè ha. Này phải còn chừng năm. Đó, coi lấy này về nữa nè. Coi xong rồi nè. Đó. Làm bằng trứng lại nè. Đâu nó rồi, về về cả nhà ơi, xong rồi để tôi tả. Ủa, ông gỡ cái máy ra luôn hay về bị cái gì đằng sau đó hả? Về xuất phát về cả nhà ơi, xong rồi kết thúc nha. Đừng thị tới chỗ rồi, giờ tới nhà cả nhà ơi, kết thúc nha. Đó, xong video. Đổ ra Hiếu ơi, ngạo lại cơm vậy cực lắm. Tôi đi trước đi. Đi. Cua mở có để đây không? Không, con lấy. Con lấy cua luôn. Nè. Cái gì con? Nè, đây nè cả nhà ơi. Để chắc được thay cái cơm. Ờ, nhà phòng đó vui mở tới nhà mở rồi. Có ai đó, ngoài đâu kìa. Với Hiếu nè. Có ai? Kết thúc video. Của Hiếu nữa kìa. Thấy không? Đây là cả nhà về tới nhà nha không? Chuyện hiếu nữa, tiếc nữa. Xúc video cả nhà. Xui. Nè. Bấm cây à, bả ghê không? Hiếu mày có lựa bóng trứng tao gì đâu, tao mua gì có mấy con trứng trên. Tao nay là con trứng, trứng mà con gửi đây rồi. Chứ tao lựa, trời sao có bóng trứng ngon quá. Ai vậy đâu, tao bóng trứng quậy à. Trứng mà con gửi đây rồi, không có. Đâu, mua vô đây. Rồi. Mua tâm bạc. Hết chưa? Hết rồi nè, phải không? Hết rồi. Rồi, kết thúc video nha cả nhà. Cá rồi Hiếu. Ôi. Tâm bạc mua. Kết thúc video Hiếu ơi. Ôi, chào cả nhà nha. Chào cả nhà nha. Tôm đây, tôm đây. Hẹn clip sau mình gặp lại nha. Nè, rửa này cho con, đỡ này rửa. Bóc cái rửa rửa nha.